Tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 8 đến 6 giờ ngày 8 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca tại Quảng Ngãi và 1 ca tại Hà Nội có liên quan đến Đà Nẵng, còn 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 789 ca. Ca bệnh tại Hà Nội, bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm. Ngày 6 tháng 8, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 8 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai ca bệnh tại Quảng Ngãi, một ca là F1 của bệnh nhân 574, bệnh nhân 572, bệnh nhân 710 và một ca là F1 của bệnh nhân 630. Hai ca bệnh tại Khánh Hòa, ngày 5 tháng 8, hai bệnh nhân này từ Mexico, quá cảnh Nhật Bản, nhập cảnh sân bay Cam Ranh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 6 tháng 8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 8 cho thấy các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong 789 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 395 ca, số ca còn đang điều trị là 384 ca, số ca tử vong là 10 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 166.521 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 6.929 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 24.446 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 135.146 người.